Nhằm tháo gỡ những trăn trở xung quanh vấn đề bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi đã mời tới trường quay diễn giả Nguyễn Thanh An, tác giả sách bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng tại Việt Nam. Vâng, xin chào ông ạ. Xin chào Kim Ngọc và xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, được biết thì ông là tác giả của rất nhiều những đầu sách về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, và đồng thời thì ông cũng đã là người có cái kinh nghiệm làm việc lâu năm, giảng dạy và đào tạo trong ngành bảo hiểm. Vậy thì để có thể giải thích một cách ngắn gọn về khái niệm bảo hiểm nhân thọ thì ông sẽ nói như thế nào? Có rất là nhiều các cái định nghĩa khác nhau về bảo hiểm nhân thọ. Những cái định nghĩa có tính chất học thuật, thí dụ như là người ta định nghĩa rằng là bảo hiểm nhân thọ là một quỹ dự phòng về tài chính được đóng góp bởi số đông người nhằm bù đắp tổn thất về tài chính cho một số ít người chẳng may gặp rủi ro. Thế nhưng mà An thì An thích một cái định nghĩa ngắn gọn như sau, đó chính là bảo hiểm nhân thọ chính là tiền cho con người khi gặp rủi ro và ngay cả khi sống thọ. Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, thì nhân thọ có thể hiểu nôm na là tuổi thọ của con người phải không ạ? Và tuy nhiên theo như tôi hiểu thì bù đắp cho rủi ro về sinh mệnh thì nó cũng chỉ là một trong rất nhiều quyền lợi mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho người sử dụng. Vậy thì tôi hiểu như vậy có đúng không ạ? Thực ra thì nó cũng đúng, tuy nhiên là nó chưa đủ, bởi vì là khi tham gia bảo hiểm nhân thọ ấy, thì bạn có rất là nhiều các cái quyền lợi khác nhau. Quyền lợi ngay cả khi mình chẳng may ốm đau nằm viện, quyền lợi ngay khi mình thương tật hay khi mình gặp những cái bệnh hiểm nghèo, hay quyền lợi khi mình rủi ro tử vong, mất thu nhập thì mình được bù đắp tổn thất về thu nhập 5 năm, 10 năm hay là 20 năm tùy theo cái mức mình tham gia. Và tất nhiên là bảo hiểm nhân thọ nó có một chức năng, đó chính là tích lũy tiết kiệm để cho con người có tiền khi mà được sống lâu khi về già. Sống lâu thì chúng ta đều thích, nhưng mà sống lâu mà không có tiền thì chắc chắn là không ai thích cả. Vâng, bên cạnh bảo hiểm nhân thọ thì có thể thấy là chúng ta cũng khá quen thuộc với bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm y tế. Và cũng có nhiều người tin rằng là họ đã có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế rồi, để đảm bảo cuộc sống trong tương lai của họ rồi thì họ cũng sẽ không cần phải mua thêm bất kỳ những cái gói bảo hiểm bổ sung nào khác, ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn. Vậy thì là một chuyên gia về bảo hiểm nhân thọ, ông có thể phân tích là bảo hiểm nhân thọ thì có sự khác biệt như thế nào so với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được không ạ? Thực ra thì khi mà so sánh ấy, giữa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ ấy, thì rõ ràng là so sánh nó cũng rất là khó. Bởi vì là mỗi một loại hình bảo hiểm nó đều có một cái vai trò, một cái chức năng riêng biệt của nó. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những cái chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động và dành cho người dân nói chung. Và khi mà bạn tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa là bạn đang làm việc ở một doanh nghiệp, một công ty, một cơ quan nào đó và phải tham gia theo cái chính sách bắt buộc của luật lao động. Cho nên bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì là loại hình bảo hiểm mà tham gia một cách bắt buộc. Tất nhiên hiện nay thì có cả loại hình bảo hiểm y tế mà tham gia tự nguyện. Còn thì bảo hiểm nhân thọ thì tham gia là hoàn toàn tự nguyện theo cái khả năng và theo nhu cầu của mình. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội ấy, là bạn tham gia để nhằm mục đích là bạn có được lương hưu khi mà bạn không lao động nữa thì bạn sống những cái năm tháng tuổi già của mình. Còn tham gia bảo hiểm nhân thọ ấy, là không chỉ là để có lương hưu mà còn để bảo vệ thu nhập. Bởi vì tham gia bảo hiểm xã hội thì là hưởng lương, còn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì là sống thì cũng được hưởng lương, tức là nhận về cái giá trị đáo hạn. Nhưng mà nếu như rủi ro là tử vong, là chết thì được bồi thường để mà bù đắp cái tổn thất về thu nhập bạn không làm ra được nữa. Còn về bảo hiểm xã hội ấy, với bảo hiểm nhân thọ thì nó có những cái điểm khác nữa mà tôi cảm thấy rất là thú vị. Đó là bảo hiểm xã hội ấy, là mình chỉ tham gia cho bản thân mình thôi, để mà mình lo cho cái tuổi già của mình. Còn khi mà bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì bạn không chỉ là để bảo vệ cho bản thân mình mà còn để bảo vệ cho cả gia đình, cho cái tương lai của gia đình, hay là tích lũy tiết kiệm cho con cái sau này ăn học. Với bảo hiểm y tế, và khi so bảo hiểm y tế với bảo hiểm nhân thọ thì nó cũng có những cái điểm giống nhau và có những cái điểm khác biệt. Thì cái điểm giống nhau đó là khi tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ thì nó cũng có những quyền lợi về y tế, về chăm sóc sức khỏe giống nhau. Nhưng mà bảo hiểm y tế thì khi bạn tham gia thì bạn sẽ được chi trả cái chi phí điều trị theo một cái định mức nhất định và theo những cái trường hợp rất cụ thể, căn cứ theo cái hóa đơn chứng từ về chi phí y tế mà bạn đã sử dụng đấy. Nhưng còn bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ được chi trả cái số tiền mà theo hợp đồng được quy định rất là rõ từ khi mà bạn ký kết. Nhiều người cũng đang có cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ. Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An và thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ ở các nước phát triển là rất lớn. Bảo hiểm nhân thọ thì được ví như một công cụ hoạch định tài chính cho tương lai, và không chỉ giúp người tham gia tiết kiệm, đầu tư tài chính hiệu quả, bảo hiểm nhân thọ còn giúp bảo vệ, bù đắp tài chính nếu như người tham gia không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Phóng sự sau đây sẽ phần nào cho quý vị và các bạn thấy được ý nghĩa và vai trò của bảo hiểm nhân thọ. Chồng chị Hoàng Thị Nghĩa, anh Hoàng Văn Thanh đã tham gia bảo hiểm nhân thọ từ năm 2009. Năm 2016, anh Thanh bị ung thư và qua đời. Lúc bấy giờ thì nói chung cả nhà hoang mang, ai cũng chỉ tâm trạng để mong để lo cho chồng. Và cũng có thêm tiền bảo hiểm thì cũng hỗ trợ cho mình thêm.
cũng đỡ một phần. Chứ nếu mà không có thì lúc mà lo xong cho chồng thì lấy đâu ra tiền để lo cho các con nữa. Những trường hợp như gia đình chị Nghĩa không hiếm tại Việt Nam. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, ước tính Việt Nam có khoảng 94.000 người chết vì ung thư một năm. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng thứ 78 trên 172 quốc gia được điều tra. Bên cạnh đó, vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010 và dự kiến sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020. Thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, có nhiều người thì có quan điểm rằng là chỉ mua bảo hiểm khi có nhu cầu. Bởi vậy mà họ nghĩ rằng là chỉ nên mua bảo hiểm nhân thọ khi cảm thấy có vấn đề về sức khỏe hay là khi họ phải đối mặt với những vấn đề mà có nguy cơ rủi ro cao. Còn khi trẻ khỏe thì không nhất thiết phải mua bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về quan điểm này ạ? Thực ra bảo hiểm nhân thọ là một cái sản phẩm dịch vụ rất là khác biệt so với các cái sản phẩm dịch vụ hàng hóa thông thường khác. Thí dụ như khi bạn muốn mua một chiếc xe hơi chẳng hạn, thì bạn chỉ cần có tiền là bạn mua được, cho dù bạn có biết lái xe hay không, hay cho dù bạn có đủ sức khỏe để sử dụng nó hay không. Nhưng mà bảo hiểm nhân thọ thì có một điều mà tất cả chúng ta đều lưu ý là chúng ta chỉ có thể tham gia được khi mà chúng ta chưa cần sử dụng đến nó. Còn nếu như khi chúng ta cần sử dụng đến bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ không thể tham gia được bằng bất cứ giá nào. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thường thì mọi người nghĩ là lúc nào có nhu cầu, có nghĩa là lúc nào thí dụ mình già yếu chẳng hạn, mình mới bắt đầu là tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thì lúc đó bạn quá tuổi rồi, bạn không còn đủ tuổi để được tham gia nữa. Và khi đó bạn tuổi cao, rủi ro của bạn rất cao, cho nên công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ không chấp nhận bảo vệ cho bạn. Trường hợp thứ hai là có những người nghĩ rằng là mình phải ốm đau bệnh tật gì, nằm viện rồi mình mới cần bảo hiểm nhân thọ. Thực ra nếu mà như vậy thì rõ ràng là những tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ sẽ không cần phải gặp gỡ những khách hàng khỏe mạnh. Mà họ chỉ cần vào bệnh viện thôi hàng ngày thì tư vấn thì chắc chắn là rất nhiều bệnh nhân sẽ mong muốn được tham gia. Nhưng mà bảo hiểm nhân thọ thì không thể cung cấp cho những người đã gặp những cái trường hợp bệnh tật quá nặng, nguy hiểm thì không thể tham gia được nữa. Cho nên bảo hiểm nhân thọ chỉ tham gia được khi mình chưa sử dụng đến nó, chứ không phải đến lúc mình cần rồi mình mới tham gia bảo hiểm nhân thọ thì không bao giờ tham gia được nữa. Vâng, có thêm một thắc mắc nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng của chung rất nhiều người mà cũng muốn được gửi đến diễn giả Nguyễn Thanh An ngày hôm nay. Đó là nhiều người cho rằng là bảo hiểm nhân thọ thì quá xa xỉ và chỉ dành cho người giàu mà thôi. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào ạ? Đúng, cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy. Có nhiều người nói rằng là cuộc sống hàng ngày sinh hoạt còn khó khăn như thế này thì tiền đâu mà tham gia bảo hiểm. Nhưng thực sự thì bảo hiểm nhân thọ nó phù hợp với tất cả mọi người ở bất cứ một mức độ thu nhập nào. Bởi vì tại sao? Khi mà giả sử An hỏi bạn Kim Ngọc chẳng hạn là thu nhập của bạn quan trọng hay là không quan trọng, thì chắc chắn là bạn sẽ trả lời, và ai cũng trả lời là thu nhập của tôi rất là quan trọng. Vậy thì rõ ràng khi người ta bảo vệ, người ta không bao giờ bảo vệ cái không quan trọng mà người ta phải bảo vệ cái quan trọng. Cho nên kể cả một người có thu nhập 2 triệu một tháng hay 3 triệu một tháng thì cái thu nhập đó cũng rất quan trọng đối với bản thân họ và đối với gia đình. Nếu mất đi thì chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ rất khó khăn. Cho nên người ta phải bảo vệ ngay cả cái thu nhập thấp nhất, ngay cả cái thu nhập còn rất ít. Một điều nữa là gì? Chính những người thu nhập thấp lại càng cần có bảo hiểm nhân thọ. Vì sao? Vì những người thu nhập thấp có nghĩa là sẽ không có tiền tiết kiệm, không có tiền để mà dự phòng những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra. Còn những người họ có thu nhập cao thì lúc nào họ cũng sẵn có rất là nhiều tiền, cho nên nếu như phải nằm viện, nếu như rủi ro là họ có tiền ngay. Còn những người thu nhập thấp thì lấy tiền đâu ra để mà chi phí cho những cái tình huống rủi ro trong cuộc sống. Cho nên chính những người thu nhập càng thấp thì càng cần đến bảo hiểm nhân thọ với vai trò bảo vệ thu nhập và dự phòng tài chính cho những tình huống bất chắc. Còn trường hợp thu nhập cao thì bảo hiểm nhân thọ nó lại có một cái giá trị khác. Đó chính là bảo hiểm nhân thọ nó có cái vai trò bảo vệ cái giá trị sinh mạng của mỗi con người. Vâng, thưa ông, nói về bảo hiểm nhân thọ cũng như là các loại hình bảo hiểm nói chung thì có nhiều người có quan niệm rằng là các thủ tục để rút tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm là rất phức tạp. Và điều này thì khiến nhiều cá nhân cũng e ngại phần nào khi mà họ lựa chọn mua các gói bảo hiểm. Vậy thì là người đã có nhiều năm trong ngành thì ông có đánh giá như thế nào về công tác chi trả bảo hiểm của các công ty bảo hiểm trong những năm gần đây ạ? Trước hết thì An cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả như thế này. Khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ là chúng ta gửi cái số tiền của mình vào cho công ty bảo hiểm. Thì công ty bảo hiểm người ta phải có trách nhiệm là quản lý cái số tiền đó cho nó được minh bạch và hiệu quả. Thế cho nên khi chi trả thì công ty bảo hiểm phải xác định và phải xem xét là mình chi trả có đúng người, đúng sự kiện bảo hiểm hay không. Cho nên trước khi chi trả thì phải kiểm tra các cái bằng chứng của sự kiện bảo hiểm để chi trả cho nó chính xác.
nếu như chi trả không chính xác thì sẽ vô tình là làm thiệt hại cho những khách hàng trung thực. Thì cái việc xem xét các thủ tục như vậy là để đảm bảo chi trả cho đúng người. Và chi trả đúng người như vậy nó đảm bảo quyền lợi cho cả người được bồi thường và cho cả những người khách hàng trung thực khác. Và hiện nay có những trường hợp là khách hàng được chi trả chỉ trong 30 phút, thậm chí không đầy 30 phút đã được nhận cái khoản tiền chi trả của mình rồi. Vâng, thưa ông, có thêm một lo ngại nữa của người dân liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, đó là công tác đền bù nếu như mà công ty bảo hiểm gặp sự cố về vấn đề tài chính. Và nhiều người thì lo ngại là có thể là sẽ mất trắng cái số tiền đóng bảo hiểm trong nhiều năm nếu như mà công ty bảo hiểm đột ngột rơi vào tình trạng phá sản hoặc là mất khả năng thanh toán. Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này không ạ? Đây là một nỗi lo của nhiều người trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vâng ạ. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị khán giả là trong suốt hơn 20 năm qua tại Việt Nam chưa có một công ty bảo hiểm nhân thọ nào phá sản. Đấy là điều thứ nhất. Vì tại sao như vậy? Bởi vì bảo hiểm nhân thọ đầu tư rất là an toàn. Cái nguyên tắc đầu tư cao nhất của bảo hiểm nhân thọ là đầu tư an toàn và lợi nhuận trong dài hạn. Thế cho nên là gì? Cái khả năng mà gặp những cái khó khăn trong đầu tư hay là khả năng dẫn đến phá sản rất là hiếm khi xảy ra đối với công ty bảo hiểm. Nhưng mà nếu như mà nó xảy ra phá sản, giả sử một công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư không hiệu quả và dẫn đến tức là hoạt động kém hiệu quả và không đủ khả năng chi trả thì sao? Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn luôn phải đảm bảo khả năng chi trả trong mọi tình huống. Và cái khả năng chi trả đó luôn luôn được kiểm soát bởi Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm và bởi Bộ Tài chính. Thế cho nên là một công ty bảo hiểm nhân thọ phải luôn luôn có đủ cái khả năng chi trả, tức là cái biên khả năng thanh toán luôn luôn phải vượt qua được cái nghĩa vụ thanh toán. Bằng cách là gì? Thứ nhất, cái vốn pháp định của một công ty bảo hiểm nhân thọ phải là 600 tỷ. 600 tỷ đồng Việt Nam đó phải được gửi tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước. Ngoài 600 tỷ vốn pháp định là vốn theo cái quy định của pháp luật, thì một công ty bảo hiểm nhân thọ đều có cái vốn đầu tư tại đất nước Việt Nam lên đến hàng vài ba ngàn tỷ đồng. Cộng với các cái quỹ dự phòng nghiệp vụ và cộng với các nguyên tắc tái bảo hiểm và cộng với nguyên tắc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm khi rủi ro xảy ra đối với doanh nghiệp bảo hiểm, thì kể cả tình huống công ty bảo hiểm ngừng hoạt động thì quyền lợi khách hàng vẫn được đảm bảo, bởi vì tất cả các vốn, các cái quỹ và nguyên tắc tái bảo hiểm cũng như nguyên tắc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm đó. Vâng, vừa rồi thì diễn giả Nguyễn Thanh An đã vừa giải đáp có thể nói là rất nhiều những thắc mắc của nhiều người khi mà họ chuẩn bị tham gia một loại hình bảo hiểm nào đó cũng như là bảo hiểm nhân thọ. Và qua đó thì cũng có thể thấy rằng là có nhiều nguyên nhân khiến người Việt còn e dè khi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ. Và một trong số đó là thiếu các thông tin về bảo hiểm nhân thọ. Vậy nếu bạn muốn lên kế hoạch tài chính cho tương lai của mình bằng công cụ bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ phải lưu ý những điểm sau đây. Bạn nên tham khảo và cân nhắc mục đích chính của mình khi mua bảo hiểm là gì, khả năng tài chính như thế nào. Hợp đồng bảo hiểm cũng là một loại hợp đồng kinh tế. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, dù tin tưởng đại lý bảo hiểm đến thế nào, bạn cũng cần đọc kỹ, hiểu từng câu, từng chữ trong hợp đồng trước khi cầm bút ký. Đặc biệt, khách hàng cần tìm hiểu kỹ về các điều khoản trong trường hợp xảy ra rủi ro và không xảy ra rủi ro, rút tiền bảo hiểm như thế nào và khi nào, thời gian cân nhắc hủy hay không hủy hợp đồng sau khi ký, quy định về thời gian đóng phí. Không nên phó thác mọi công việc cho cộng tác viên hoặc nhân viên đại lý bảo hiểm, kể cả đó là người thân. Chính người mua phải tự kiểm tra hợp đồng và việc đóng tiền. Người mua bảo hiểm là người ký hợp đồng với một công ty và công ty đó sẽ chi trả bảo hiểm cho người mua, chứ không phải đại lý hay cộng tác viên. Thưa ông, theo tôi được biết thì đôi khi thì cũng có những thỏa thuận ngầm giữa tư vấn viên và người tham gia bảo hiểm nhân thọ về việc chia hoa hồng của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, và nhiều người thì cho rằng điều này tốt cho cả đôi bên. Vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này là như thế nào ạ? Thực ra thì cái khoản hoa hồng mà người tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ được nhận ấy, nó là cái tiền công mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người tư vấn viên vì đã có công tư vấn và phục vụ khách hàng lâu dài sau này, thậm chí là 20 năm, 30 năm phục vụ khách hàng sau này. Và cái tiền mà hoa hồng tư vấn viên được nhận ấy, nó không phải là tiền bớt ra từ tiền khách hàng đóng vào, mà đây là một phần nhỏ từ lợi nhuận đầu tư mà công ty bảo hiểm nhân thọ tính trước, dự kiến trước và chi trả cho người tư vấn. Tất nhiên là cũng phải rất là cảm ơn khách hàng đã tham gia đóng tiền vào thì công ty bảo hiểm nhân thọ mới có tiền để đi đầu tư. Thế nhưng cái đó là cái phần nhỏ lợi nhuận đầu tư, chứ không phải là khách hàng đóng vào 50 triệu sau đó là bớt ra một phần để chi trả cho người tư vấn viên. Khách hàng thì không nên, xét về cả tình và lý thì không nên là đề nghị người tư vấn viên chia cái phần hoa hồng đó cho mình. Về mặt tình là gì? Bản thân chúng ta khi mà đi làm thì đều cần phải có thu nhập. Nhưng nếu không có thu nhập thì mình sẽ không đi làm được. Cho nên người tư vấn viên, người ta mất công, lặn lội đi tư vấn cũng rất là vất vả cho khách hàng. Vậy thì họ được cái tiền công đó để mà chăm sóc bản thân và gia đình.
thì khách hàng cũng không nên là đề nghị họ chia cho mình cái phần đó. Đó là xét về tình. Còn xét về lý thì cái tiền hoa hồng nó không phải là tiền trích ra từ tiền khách hàng đóng vào, mà như anh nói lúc nãy, nó là tiền công mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho họ, được trích ra từ lợi nhuận đầu tư. Thế cho nên theo anh thì quý vị nên lựa chọn một người tư vấn viên, tư vấn trung thực, hết mình, tận tâm vì khách hàng và sẽ phục vụ lâu dài quý vị hơn là việc đề nghị tư vấn viên chia hoa hồng của họ cho mình. Vâng, xin cảm ơn diện.